tỷ gần đây chắc là cả ngày lẫn đêm của luyện vũ đạo tự chọn nên mệt lắm, cho nên không dậy đúng giờ. Hay là mình để tỷ ấy ngủ thêm nửa canh giờ đi, đợi mình ăn sáng xong kêu tỷ ấy dậy cũng không muộn. Ăn sáng no như vậy cũng may là chưa lộ bụng ra. Tỷ tỷ đã ngủ hơn nửa canh giờ rồi, chắc là đủ giấc rồi đó. Viên Viên, cho Từ Sư chào tỷ. Cô làm gì ở đây? Tôi mới đi ăn sáng về thôi. Cô rảnh rỗi tới như vậy sao chứ? Cô có biết tất cả Vũ U đã tới phòng tập múa chuẩn bị múa bài tự chọn Bách Quan Quan cho ta coi không? Châu Thượng Sư, không phải tỷ nói 2 ngày nữa mới múa cho tỷ coi hay sao? Đây là bài kiểm tra đột xuất đó. Kiểm tra đột xuất? Chỉ làm như vậy mới có thể kiểm tra được các cô có bao nhiêu thực lực. Đám Thượng U các cô cũng luyện tập nhiều năm rồi. Cô đừng nói với ta kiểm tra đột xuất các cô múa không đạt tiêu chuẩn nghe chưa? À, không phải, không phải. Tôi múa được mà. Nhưng tỷ tỷ của tôi còn đang ngủ đó. Hai tỷ muội làm gì vậy chứ? Một người chỉ lo ăn, một người chỉ lo ngủ thôi. Không phải vậy đâu Châu Thượng Sư. Vì tỷ tỷ của tôi tối qua tập múa. Không cần giải thích thai cổ. Đi theo ta. Không đi sao? Dì Dì này thật là, sao không kêu mình dậy chứ? Là mình ngủ quá giờ, chưa được ăn sáng mà đã phải lên lớp tập múa rồi. Tỷ tỷ, lần sau mùi thấy tiện chưa ngủ dậy thì phải nhớ kêu tỷ dậy có biết chưa? Đi, lên lớp thôi. Tỷ tỷ à, có chuyện gì? Sáng nay mùi thấy tiện ngủ mê quá, mùi định ăn sáng xong mới kêu tỷ dậy. Nhưng mà không ngờ cho Thượng Sư nó kiểm tra đột xuất, kêu tất cả các vụ ô chuẩn bị tham gia Bách Qua Quan múa bài tự chọn. Mùi nói sao? Vậy bây giờ sao rồi? Múa xong rồi à? Tại sao chuyện lớn như vậy mà mùi không kêu tỷ dậy chứ? Mùi định ăn sáng xong rồi về đây kêu tỷ dậy, nhưng về tới ngoài kia bị Châu Thượng Sư bắt đi rồi. Mùi muốn kêu cũng kêu không được. Mùi không giải thích giùm ta sao? Mùi có mà. Nhưng tỷ cũng biết Châu Thượng Sư rất là nghiêm khắc, tỷ ấy không nghe mùi giải thích. Cho dù tỷ ấy không nghe giải thích, mùi cũng phải cố gắng đấu tranh giúp tỷ chứ. Có phải mùi chưa cố gắng hết sức không? Không phải. Tỷ tỷ à, mùi xin lỗi vì xảy ra chuyện đột xuất, bản thân mùi cũng rất là hoảng loạn. Tỷ đừng giận mùi nữa. Thật ra chuyện này do mùi cố ý. Tỷ nói gì vậy? Ta nói là mùi cố ý làm cho ta không được gì. Tại sao tỷ lại nghĩ như vậy? Tỷ là tỷ tỷ của mùi, mùi sao lại đi hại tỷ chứ? Trước đây mùi từng nói muốn tranh giành Bách Qua Quan với ta, coi ta là đối thủ, nhưng kỹ thuật của mùi không bằng ta nên lần này cố ý hại ta, có phải không? Mùi đã nói đây là chuyện đột xuất rồi mà, tỷ có giận cũng đừng nên ghi oan cho mùi chứ. Ta ghi oan mùi lần này cũng không phải lần đầu tiên đâu. Tỷ nói sao? Mùi hại tỷ hồi nào? Dạo 5 năm trước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cơ hội ngàn năm khó gặp đã tới rồi. Vui vậy, vừa coi đó, chạy tới người đầy mồ hôi luôn à. Lúc nãy ngoài hội trường mùi nhìn thấy một tờ cáo thị, nói xưởng đại diện của trường An sẽ tới đây tuyển chọn nhân tài. Nếu như được trúng tuyển thì có thể tới xưởng đại diện làm vũ hưu rồi. Thật sao? Nhưng mà cả làng tụi mình chỉ chọn ra một người mà thôi. Xưởng đại diện là giáo phường triều đình nổi tiếng của trường An, tiêu chuẩn chắc là cũng hơi cao. Nhưng mà không sao đâu, cha và mẹ chi tiêu tằn tiện cũng cho mùi ngân lượng đi học múa từ nhỏ, mùi nhất định phải tự tin bộc lộ tài năng. Ừ. Chị tỷ à, tuy là tỷ không có học múa, nhưng mỗi lần đi học múa về tỷ cũng kêu mùi dạy cho tỷ. Tỷ tập múa còn siêng hơn mùi, tỷ cũng có thể đi thi mà. Ừ. Tuy chỉ chọn có một người, nhưng nếu hai chúng ta đều múa xuất sắc, không chừng họ sẽ nhận thêm người luôn đó. Vậy hai chúng ta sẽ cùng nhau đi chung tới trường An làm vũ ưu. Làm vũ ưu? Tỷ tỷ sao rồi? Tới giờ rồi đó. Hình như tỷ bị Tào Tháo được rồi, còn chưa được nữa nè. Sao trước lúc đi thì tỷ lại bị tiêu chảy chứ? Không biết có phải điểm tâm mùi mùi về không sạch sẽ không. Nhưng mùi ăn đâu có sao đâu. Bỏ đi, mùi đừng đợi tỷ nữa. Mùi đi mau đi, nếu không sẽ trễ. Không được, mùi phải đợi tỷ. Mùi còn không đi, mùi cũng sẽ lỡ cơ hội này luôn đó. Vậy được rồi, mùi đi trước. Nhưng nếu tỷ không sao thì phải tới ngay nha. Xin hỏi cuộc thi tuyển có phải đã kết thúc rồi không? Kết thúc cũng lâu rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội thành công rồi.
Mụi có thể tới xưởng lệ viên làm nhũ u rồi. Tốt quá rồi, tỷ tỷ cũng mừng thay cho mụi. Nếu như ngày đó không phải mụi liên lụy ta lỡ mất cơ hội, ta đâu cần phải ở 5 năm trong giáo phường tư nhân. Càng không phải bí mật chạy tới xin vào xưởng lệ viên, làm ta phải mượn tiền bồi thường, bây giờ mắc cả đống nợ nè. Thì ra bao nhiêu năm nay trong lòng tỷ luôn có một cái gai. Cái gai trong lòng này ta chưa từng nghĩ tới phải lấy nó ra. Nếu không, làm sao ta bao dung mụi hết lần này cho tới lần khác. Lần trước nếu không phải mụi, Ngọc Yên sẽ biết được ta và Ngọc Lan phạm quy ra ngoài muốn kiếm tiền. May là Ngọc Yên không tố giác ta với Châu Thượng Sư. Nếu không ta đã bị đuổi khỏi xử lệ viên từ sớm rồi. Lần đó ta có trách mụi không? Miệng tỷ thì nói không có, nhưng trong lòng tỷ luôn trách mụi. Nếu không sao tỷ có thể xem những sai sót vô tình của mụi thành cố ý ám hại tỷ chứ? Tỷ là tỷ tỷ mà mụi thương yêu nhất, sao tỷ có thể nghĩ mụi như vậy? Chính vì mụi là mụi mụi của ta, cho nên việc lớn việc nhỏ ta cũng chăm sóc cho mụi. Tất cả phiền phức của mụi ta đều chấp nhận hết mà. Mụi khóc cái gì? Mụi đừng nghĩ rằng mụi khóc tội nghiệp vậy là mụi không có sai nha. Bất luận là mụi vô tình hay cố ý, mụi chính là dựa vào lần nào ta cũng nhún nhường mụi, cho nên lần nào mụi cũng làm hỏng hết việc tốt của ta. Thì ra trong lòng tỷ trước giờ chắc chứa nhiều oán hận, cho nên tỷ mới nghĩ mụi như vậy. Ta nói cho mụi biết, ta sẽ không thông cảm mụi, không tha thứ cho mụi nữa. Châu Thượng Sư, cô chịu vậy rồi sao? Bài kiểm tra đột xuất không thể kết thúc rồi, bây giờ mới tới, có phải quá trễ rồi không? Tôi không phải cố ý đến trễ đâu, vì tôi không khỏe cho nên mới dậy trễ thôi. Châu Thượng Sư, xin cô khoan dung một chút để tôi múa bài tự chọn của Bách Hoa Hoa. Loan Loan, Bách Hoa Hoa ta luôn đặt kỳ vọng lớn nhất ở cô đó. Hôm nay ta phá lệ cho cô múa buồn, mong rằng cô đừng khiến ta thất vọng. Loan Loan, kỹ thuật của cô xưa nay giỏi nhất nhóm Thượng U mà, tại sao hôm nay mắc lỗi lớn như vậy? Xin lỗi cho Thượng Sư, chắc là tại tôi gần đây áp lực quá lớn, cho nên thường xuyên mất ngủ và đến tay chân nhức mỏi. Tôi nghĩ là một lát khỏe lại thôi. Quan đường, cô thân là Thượng U, ngay cả áp lực cũng không chịu nổi. Cô biết sợ Bách Quan 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 trọng thế nào mà, vậy mà lại không chăm sóc tốt cho mình. Nếu như ta để cô tham gia, cô biểu hiện như vậy chỉ có thể làm trò cười thôi. Không phải vậy đâu Châu Thượng Sư, tỷ tỷ không phải là không chịu nổi áp lực, tại bệnh đau thắt ngực tái phát nên mới phạm lỗi. Tôi xin cô cho tỷ ấy một cơ hội, hôm khác kiểm tra lại đi. Loan Loan, cô có bệnh đau thắt ngực à? Sao không nói ta biết vậy? Ta biết cô sẽ muốn tham gia Bách Quan Quan, ta cũng rất muốn để cô đại diện xưởng lại viên tham gia, nhưng vì cô mắc phải bệnh này, ta không thể xem thường an nguy tính mạng của cô. Cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần luyện tập nữa. Còn về phía người tham gia, ta sắp xếp khác. Châu Thượng Sư, cậu xin cô đừng nhận tâm tướng đi tư cách tham gia Bách Quan Quan của tôi. Ta muốn tốt cho cô thôi. Cho dù tôi có căn bệnh này hành hạ đau đớn ra sao, cho dù trước đây tôi học múa trong giáo phường tư nhân, nhưng tôi chưa từng từ bỏ theo đuổi ước mơ này. Tôi biết qua cô tôi không có quyền tham gia, cho nên Bách Quan Quan có thể là danh dự cao nhất của tôi trong nghiệp múa này. Nhưng mà sức khỏe của cô, đại phu đã nói từ đầu bệnh này của tôi vốn không thể chữa khỏi được, cho nên tôi không biết một ngày nào đó sức khỏe không còn cho phép tôi múa nữa. Cho nên nếu lần này tôi không tham gia, lần sau không biết có còn cơ hội nữa hay không. Châu Thượng Sư, tôi cầu xin cô, cho dù tôi chết, tôi cũng muốn được chết trên bụng của Bách Hoa Hoa, chết cũng không hối hận. Ta đồng ý,
Bảo Lưu tư cách tham gia bách khoa quan của cô, với điều kiện là cô phải chăm sóc tốt cơ thể của mình, không được để bệnh tái phát. Nếu công ta cho cô lên biểu diễn tức là hại cô. Đa tạ châu thượng sư. Viên Viên, dì tỷ tỷ của cô vào phòng nghỉ ngơi, đồng thời tìm đại phu giúp cậu bốc thuốc tẩm bổ. Dạ. Sao mùi biết là ta mắc bệnh đau thắt ngực này? Là Ngọc Lan lén nói cho mùi biết. Quỳnh ấy lo tỷ luyện tập quá cực nhọc, kêu mùi chăm sóc tỷ. Dù có như vậy, mùi cũng không nên ở trước mặt cho thượng sư nói ra căn bệnh này. Có biết làm vậy xếp chút nữa hại ta không thể tham gia bách quan quan không? Tỷ giận nữa làm gì chứ? Cho thượng sư đã nói là để tỷ tiếp tục tham dự rồi, mùi không nói giúp cho tỷ, tỷ la. Mùi giải thích giùm cho tỷ, tỷ cũng la. Rốt cuộc tỷ muốn sao đây? Tỷ mắc bệnh đang được người khác thông cảm, nhưng việc này không liên quan tới người khác. Không có liên quan. Mùi còn dám nói ra những lời như vậy sao? Nếu như không có mùi thì ta đâu có mắc căn bệnh này. Đủ lắm rồi, chuyện gì đổ thừa cho mùi cũng được, nhưng đừng đổ thừa cho mùi chuyện này. Đổ thừa mùi, ta vô định kiếp này cũng sẽ không nói cho mùi biết việc này. Nếu bây giờ đã vậy, ta không cần thiết phải giấu nữa. Mùi có nhớ lúc mình còn nhỏ, hai đứa chúng ta cũng bị mắc bệnh dịch. Lúc đó chỉ còn có một viên thuốc cứu mạng. Ta thấy mùi sợ chết, sợ bị đau, ta liền nhường viên thuốc cứu mạng cho mùi uống. Vì vậy mà ta mắc phải căn bệnh này, tim mạch yếu ớt mới có bệnh này. Nếu mùi không tin ta, mùi có thể về hỏi cha mẹ, là ta dặn cha mẹ không được nói với mùi. Cho dù là vậy thì sao? Cũng tại lúc đó là tỷ cam tâm tình nguyện nhường cho mùi mà, sao bây giờ lại trách mùi chứ? Phải, là ta cam tâm tình nguyện nhường cho mùi. Cho nên kể từ bây giờ trở đi, sau này chuyện gì ta cũng sẽ không nhường. Không nhường thì không nhường, mùi cũng không muốn nợ tỷ nhiều như vậy. Sau này lại kể không?